Ở đây có một người giơ tay này. Ở đây có anh Đức Huy, cũng là một leader team cũ. Mọi người comment là chào mừng anh Đức Huy nha. Anh Huy có thể chia sẻ với mọi người nha. Chào các bạn, thì mình là Huy, mình sinh năm 97, thì có thể ở đây mình kém tuổi nhiều anh chị. Thì hôm nọ Sắp Bò Linh có hỏi mình về tình hình thời gian vừa qua, nên ngày hôm nay mình được mời đến đây để chia sẻ với mọi người. Thì vài tháng gần đây thì mình cũng ít xuất hiện vì mình bận học và nghiên cứu một số ngách thị trường mới. Còn ngày hôm nay thì mình sẽ lên đây chia sẻ với mọi người về kết quả mình đã đạt được thời gian vừa qua. Thì lời đầu tiên mình gửi lời cảm ơn tới Huy Trọng đã tổ chức khóa học để mình có thể kết nối được những anh em giỏi trong lĩnh vực MMO và có kết quả như ngày hôm nay. Trước khi học chương trình của Trọng thì mình có làm việc cho một công ty đào tạo phát triển bản thân. Thì lý do mình tham gia chương trình này cũng vì mình muốn thay đổi công việc và mình muốn có được nguồn thu nhập đột phá hơn và với một cái khao khát là tự do về thời gian và tự do về tài chính. Thì mình có một niềm tin rằng là trong một năm tới sẽ là năm bứt phá hơn của mình để mình có thể đạt được thu nhập về tài chính. Trọng có một câu hỏi về nỗi sợ điều gì đó của bản thân không làm được thì gần như khi đến với khóa học thì mình không có một nỗi sợ gì cả. Vì trong quá trình khi mình đi làm công ty, mình vẫn theo dõi Huy Trọng và một số anh em có rất nhiều kết quả thực tế từ MMO thì họ kiếm được hàng triệu đô trong vòng 1 đến 3 năm. Thì trong thời gian anh em kiếm tiền mạnh như vậy ấy, thì mình làm công việc làm công ăn lương. Nên mình đã phải đưa ra quyết định thay đổi công việc để có thể bứt phá hơn về thu nhập. Tại vì có một câu nói là sự lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực. Thì khởi đầu khi mà mình bắt đầu chạy sàn thì mình làm affiliate về chạy crypto sàn. Thì khởi đầu thì mình cũng không có nhiều vốn. Mình chỉ bắt đầu với một số vốn nhỏ thôi, là khoảng 5.000 đô thôi. Và lúc ấy mình đặt ra một câu hỏi là làm thế nào để có thể là với số vốn này tạo ra được nhiều rep nhất có thể. Và cũng may mắn là ở trong team thì có rất nhiều anh em giỏi, ví dụ như anh Sang Lê. Và với 5.000 đô như vậy thì mình đã tạo ra được số rep giờ khoảng 30.000 rep. Và cái thu nhập mà mình thu về thì nó giờ khoảng 30.000 đô. Nhưng mà tất nhiên là những cái thu nhập đấy mình sử dụng để mình xoay vòng vốn để chạy tiếp. Thì một lần nữa mình gửi lời cảm ơn tới Trọng. Bởi vì khi học Trọng mình không chỉ học được cách kiếm tiền từ MMO, mà mình còn học được phong cách sống, nhiều tư duy phát triển bản thân và cách Trọng vận hành một đội nhóm lớn như thế nào. Và thời gian sắp tới thì mình có thể sẽ sử dụng những thứ mà mình học được từ Trọng ấy áp dụng cho đội nhóm của mình. Cảm ơn Trọng, cảm ơn mọi người. Quá, anh em có thể comment chúc mừng anh Huy nha. Vậy là năm rồi cũng tích được 30.000 rep. Quá đỉnh anh ạ. Hiện tại là thu nhập hiện tại khoảng bao nhiêu anh? Thì hiện tại thì vẫn về được khoảng một vài trăm một ngày. À, hay quá. Có được một số lượng lớn rep, cứ phải đợi một thời gian để cá nó sống dậy giao dịch. Này, rất là cảm ơn, rất là chúc mừng anh Huy. Thời gian vừa qua đã chạy được những cái kết quả rất là tốt. Hồi đầu anh Huy cũng tham gia từ những cái đợt đầu năm mà khi mà team mới thành lập. Hồi đó anh Huy thì cũng là một là leader trong team ad. Đấy, về sau thì cũng gọi là có nâng cao được các cái kỹ năng, đến bây giờ chạy được cái số lượng rep như vậy, chạy đến kết quả như vậy thì rất là chúc mừng cho anh Huy. Ok, cảm ơn, hôm nay rất là cảm ơn anh Huy đã lên đây chia sẻ với kết quả của mình nha. Chúc anh Huy đã phát triển mạnh trong năm nay. Cảm ơn Huy Trọng.